rót ra bát để múc chứ không phải là tưởng là do để rót ra bát để uống với máu chứ. Chết à? Này như nước đậu nhỉ, nhìn như kiểu rót nước đậu. 4 năm rồi đấy. 4 năm nữa là nước thứ 8 rồi đấy. 8 là nó đặc như vậy. 8 đó là cái gì? 12 đấy. Dân gian nó cũng đủ mâm đấy, đủ 2 mâm. Hương nó của gà thôi, đổ của hết gạo vào. Gạo lấy cái gì cô lấy cho? Nào nâng cốc tí nào. Đâu lấy cái gì? Chúng ta nâng cốc tí đi. Tôm ngồi, kéo quay về đây. Đang ngồi mới thỏa. Quay về đây. Thỏa đây. Nào nâng cốc tí nào. Nâng cốc nào. Lấy cơm. Bún rang đi, cháu bắt cơm bún rang. Riêng đâu? Tôm à. Có đi bậy. Thỏa ăn thịt bò đi con. Ăn thịt bò đi con. Chả bánh mì thế này à? Xin mời nhá. Bánh mì chả bánh cái này này. Đang ngồi mới thỏa. Đang ngồi mới thỏa lúc kia. Năm nay là có thêm nhân vật mới này. May mắn, bạn thật may mắn. Bên kia là giới thiệu tên bên kia đây nhỉ? Góc này qua chị vui, góc này là bên nhà cái Hương. Ờ. Đúng rồi, bia ông ngọt đây nè. Bia còn đầy. Đầy. Cháu nói cho chúng là cái bia đó nha. Còn Nga kia thôi, chúng được mấy cái bia nữa. Và làm đi bác nếm ơi. Nhớ vui xong phải cầm cái vỏ nhá. Nếm đâu? Bây giờ tí trốn được cái xe máy. Đừng giống với thằng kinh điển tộc có lừa cái hồn mà... Con tô nhá. Món tô. Món nó đi là đi ô tô. Cái bánh mì nhá. Đó, làm một ly à. Nào làm ly đi. Lên chén đây. Lên chén đây. Bánh mì chấm nào. Thử sức xem thanh niên có theo được không. Xong xong cúp này thuê hai bảo vệ xuống nhá. À. Quay xe nhá. Nào chúc đi, chúc đi thằng đang uống cái này đừng cái này. Đeo không? Giờ nói gì cũng hết chén. Hả? Bạn là mới không? Đây cốc đây con đây. Mời bác kem tí nào. Tiếm đen kem của ly cốc nhá. Còn vang mãi trong cuộc đời này. Cái gì? Người nó có ly cốc nó hãy cho mới uống nhá. Mà nó giòn. Nhà đây rót đi Coca vào đây cho nó cái. Không có đây phải cả lăng. Uống là mẫu này hết luôn. Đưa đưa cái không cái quạt cho nó ra đây để cho nó. Đúng rồi, cái quạt này để đến cái bàn kia nhá. Không đàn lên cái ghế trồng ghế này. Cái quạt này ra nhá. Đây đây nào. Ngồi rất là hay đây. À có chị đâu? Là chén bạn. Chị không nhà ngồi đây này. Chị không nhà nào. Ông chủ cho ngồi xuống. Em lên bàn chị ngồi. Đang ngồi đây. Đã ông Thắng nha, bà Liên nha. Ông ơi, ông Thủy đang hỏi thăm ông đây. Cháu mời ông làm ly đây. Ăn đi nhá. Anh em ngồi nhau xuống mà. Vâng. Ông từ từ. Ai đi xuống đây này con nhắc đâu. Cuộc sống cháu anh cũng tối. Chơi cái ảnh anh chơi bạn. Vâng. Mời bác nha. Nè, nông đen tí nè. Đây, xẻ nông đen tí. Nhàng Thủy. Rồi, ok. Thủy ông á. Thủy ấy, Thủy đổ ga ấy. Đúng nghiệp đấy ông. Vâng, mời bác nha. Bác... Cũng là đi ra, bia về xong mà đi... Ông khỏe lắm anh ạ. Còn sao? 9 giờ tối một phi từ đây vừa tới bia xe máy từ đây tới Sầm Sơn vòng tắm biển. Sao em phải để bia cho ông? Nào nhân dịp. Bác chung vào đây ngồi đây. Mời bác đi. Nhà mời cháu nữa. Bác ném vào đi. Nào. Hai chú cháu hơi lạm dụng trước. Hương ơi. Nào uống nhá. Nào uống. Bà đi này, chứ bà luôn, hết luôn cái gì? Hết rồi. Ở kia chén chú nửa chén cháu kia. Sao mà uống? Ờ thì đó. Nào 100% nhá. Được chưa? 100% đấy. Chơi. Được chưa? Ok. Thấy. Có thể đúng giả các bạn. Không biết đi đâu về đâu. Cái này phát triển sau khi xe thẳng thêm quá. Thôi em phải lấy sữa thêm.
Vâng. Cháu không được được nhúc nhắc được. Cái nào cơ? Chiến đấy. Chiến thì nó đổi nhà sang bên kia đường. Đổi sang bên nào vậy? Sang bên đối diện Viettel. Chiến thì chỗ đấy là nhà nó cửa nó được, có đàng hoàng nó hiểu. Nó sẵn nhà. Quả 270 đấy. Quả gì? Hồ sơ cái xanh tuyền này mà dùng gốc quan mà nó vớ bẩn thì mẹ là có những cái dao quần. Không đi được. Nó có cái lẫy. Có lẫy bấm lên thì rút ra được. Ôi giời, em dùng cái loại này chối rồi. Giờ em phải chơi cái khóa. Khóa gì này. Chơi cái loại tụt kia là có bữa đi ấy, là nó tụt. Nó tụt ấy, nó cứ tụt đồng ngỗng quần nó cứ tụt ra là dở hơi ngay. Đấy, nó có răng cưa, răng kiếp. Lúc mới như vậy thôi nhưng đến lúc nó cũ đi bắt đầu nó mới sinh chuyện. Răng cưa nó ngay. Có cái răng cưa này có đấy. Bây giờ hai cái loại ấy rồi. Tốt nhất là cứ dùng cái chốt ngang luôn.